Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái channel của mình, cùng nhau học về trang web Design Bow. Nhưng mà mình muốn gọi là sao nhỉ? Nốt lại cho mọi người đó là cái trang web này nó thay tên thành Simplified. Vẫn là Design Bow nhưng mà nó kiểu nâng cấp cái web này lên ấy. Và nó thay tên thành Simplified. Chứ bây giờ Design Bow thì nó sẽ không còn cái web hoặc là trang web cũ nữa, nó sẽ thay bằng cái trang web mới này, nó sẽ dẫn mình đến một cái đường link của trang web mới này. Mọi người cũng có thể tìm là simplified.com có cái trang web này. Cái trang web này có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để có thể tạo cái mô thiết kế cho mọi người đấy mọi người ạ. Hay không? Quá là hay đấy. Đây, để mở cái trang chủ, giao diện trang chủ cho mọi người nhé. Cái giao diện này ở đây có rất nhiều những cái mẫu thiết kế mà free, miễn phí cho mọi người có thể lựa chọn. Cái này là gì nhỉ? Translate sang tiếng Việt á. Bởi vì mình rút tiếng Anh ấy, nên là sẽ phải translate sang hết tiếng Việt. Thì thao tác nó dễ dàng hơn đấy, cho mọi người 5 phút để mọi người chọn mẫu nha. Thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích cái mẫu này nó có những cái thành phần như thế nào, có những gọi là slide như thế nào, à không phải slide mà là layer, mình bị nhầm đấy, lại ngôn. Đẹp vậy. Nhảy đi nhảy lại như nó cũng kêu còn. Mọi người đợi mình một chút nhé. Chắc chắn là mình sẽ cho mọi người tầm 5 phút để mọi người lựa chọn cái mẫu thiết kế mà mọi người ưng ý để chúng ta có thể đi khám phá với nhau, đi tìm hiểu và kiểu đi phân tách những cái thành phần ở đây, xem họ sử dụng những thành phần nào để cấu tạo nên cái mẫu thiết kế đấy. Thì mọi người có thể comment lên dưới cho mình, mình có thể thanh lịch,
sẵn được chưa? Rồi, sáng nào nó cũng bị thông minh. Ok, mình sẽ lựa chọn một cái mẫu thiết kế mới nhé. Mình sẽ nhắm mắt chọn, mình nghĩ đây là cái thông và cái tín hiệu mà mọi người đang xem cái kênh của mình với mình. Này chọn được luôn này. Ok, của anh chỉ cần là những sẽ mô là mình làm sao em vui mô sao con
Đây thì sẽ có text này, ảnh này, hình này. Nên chúng nhiều này thì không biết là nó có đi kèm với cả cái đúng lên nữa không. Friday là sao? Đấy là muốn thử thách bác ấy mà. Đấy kiểu này. Đấy cũng thử thách. Ôi chết rồi. Này là bị làm sao nhỉ mọi người nhỉ? Rồi đất ơi. Đất chân linh xuống đi. Đây. Mới đầu tháng nha. Đừng có đen đủ như thế chứ. Test là gì? Test là viết tắt là làm test là một tổ chức truyền thông đại chúng nào đấy. Test là một tổ chức truyền thông đại chúng chuyên đăng tải những nội dung hội thảo giữa người với người cho phép trực xem trực tuyến miễn phí. Và mình đang làm cái test mà không biết gì. Lan truyền.
laptop. Cảm ơn sự đồng hành của bạn. Thế nào nhỉ, cả nhà nhỉ? Rep lại nhanh. Đừng để tôi giết. Ok, mình sẽ phòng to cái mẫu thiết kế này lên một chút nhé. Thì mọi người có thấy con mèo đen không ạ? Tự nhiên mèo đen. Mọi người cứ gán cho con mèo đen là một cái gì đấy rất là, là đen đủ. Rất là bị đen đủ ấy. Đen cũng là đen đủ nhưng mà trời ơi. Ethereum. Từ từ đó mọi người đợi mình một chút xíu nhé. Đây là các cái USB này. Các ca. Rồi, ok. Mình đã xong cái phần này rồi nhưng mà hình như thực tế lại muốn thử thách mình sao ấy. Đấy nó muốn thử thách mình nhưng mà không sao, đấy luôn luôn thử thách chúng ta như thế mà. Nhưng mà cũng phải trồng cảm ơn thượng đế đi, nhờ có thượng đế mà chúng ta mới được có thử thách để mà vượt qua được. Cuộc sống này không có thử thách vượt qua thì mình sẽ nào mà mọi người cái gọi là nhiều cái tiêu cực đến mình, nhiều cái thử thách đến mình ấy. Nhưng mà sau khi mình gặp hoàn thành xong mình cảm thấy rất là đã luôn. Nói như thế không phải là mình muốn nhiều thử thách thôi, và nói chung là sau những cái gọi là không thành công với cái bước 2 đi thì mình sẽ có nhiều bài học hơn tháng hôm nay trước còn hơn là sau. Bước ngã trước đi cũng là bước ngã sau mình mà. Mình nào. Nhiều người cứ gắn cho kiểu bé mèo đen ấy là cái gì đấy rất là
con chó mèo đen nhé. Là sao như kiểu gán cho đàn ông là một thứ, gán cho đàn ông là mọi người biết cái trọng nam khinh nữ không? Khi mà sinh một em bé gái ra rồi chị thấy chứ và mọi người sẽ không thích đâu, không thích bằng sinh một bé trai. Là sao nhỉ? Trai nhỉ? Nhất nam kết hữu thật tự thật nữ vô kiểu nhất nam kết hữu thật tứ à, thật nữ nhất môn. Mọi người cũng có thể thay cái hình chú mèo này sang hình chú mèo khác tùy, thay thay hình khác cũng được, không nhất thiết là phải hình con mèo, mọi người mượn cái background này cũng được. Mai còn tí. Trời ơi, tại sao nó cứ chấm cho nó, mình không thể sửa được. Liên tục thôi giống nhau thôi, nhưng mà cứ ngồi đi nói thì làm cái gì, bác phải động đi, bác ơi.
Bóng xì hơi bây giờ mình sẽ chọn cái phần nếu mà mọi người muốn thay cái hình số mềm này thì mọi người sẽ click vào cái vật thể mọi người muốn xóa nhé. Không sao, không sao hết, mọi người có thể quay lại thao tác ban đầu của mọi người bằng cái nút mũi tên. Mình chỉ tay ở mình. Đây, mọi người ấn nút mũi tên bên trái. Phía trên bên trái của màn hình này nó lại trở về cái thao tác trước của mọi người. Nhưng mà ở đây mình lại là cái không. Mình không xóa được cái phần mềm lắm. À hình như là cái phần mềm là cái background gốc của mình sao. Nhưng mà xóa đi thì vẫn còn chữ. Thôi mình thử xóa cái chữ này đi cho mọi người nhé. Hoặc là thay mình thử thay màu của chữ này. Nhưng cái mẫu này sẽ có mỗi background và text thôi. Mình tưởng có ảnh con mèo nữa nhưng mà không. Choose happy and choose happy is Friday. Nhờ người bảo hộ đúng không? Sao đây? Chán mà chỉ có tách thôi, tách này, tách vào rau này chán chết được. Xăm lại măng đây. Đổi màu thì mọi người, nếu mà mọi người muốn xóa cái là người ta gọi là gì? Vật thể à? Mọi người ấn vào cái nút. À, ấn vào cái nút có cái hình thùng rác này, này
sáng đi, và mọi người thay cái phông số thì nó sẽ có những cái phông có sẵn, và nếu mà mọi người thêm thì chắc là mình thiếu nha, thiếu cái kiểu thiếu nha. Phần bên ở đây là những cái mẫu cái phông chữ mà có sẵn ở trên cái app này. Còn nếu mà mọi người muốn những cái phông chữ đây mọi người không thích mà mọi người muốn thêm cái phông khác thì mọi người ấn vào add phông này. Nhưng mà mình nghĩ cái này họ phải có cái điều kiện finish, đợi tải đã xong rồi. Ủa, được thêm phông với mọi người ạ, thêm phông mà không mất cái gì nha. Vì mẫu phông cũng không nào phải đẹp thật là đẹp thì mọi người mất phí thôi. Bên phải nữa là kích thước của mặt chữ tăng giảm này, cái này mình nghĩ mọi người cũng biết rồi đúng không? Đấy cũng không có gì khó lắm, cái này hầu như là những cái giao diện như cái gọi là biểu tượng nó khá là quen thuộc với mọi người nếu mà mọi người dùng đốc nhiều. Đó. Đây là thay màu của chữ thôi, nhưng mà đây mình thay màu khác thì mọi người nói chung là mình thay đổi được cái mẫu thiết kế của người ta, thay đổi sao cho phù hợp với mình là được thôi, mà không sao đâu, mình đổi màu vàng được, màu xanh lá cây được. Tiếp đến cái này là cái gì đây, nền 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 đây vừa đi vừa đi vàng nhìn không nhìn xanh lá cây phải đi với nền xanh nước biển nó nổi, cái này nhìn như là độ nâng cao nó sao không có đủ điều kiện rồi á. Sao trên kia là nhắn kiểu gì cho nó kiểu lịch sự. Trời ơi, không mời là khách mời luôn. Khách mời thì không mời được, xong bây giờ máy không mời được. Đâu nữa chứ. Thượng đế đang muốn thử thách mình đi mà. Không sao hết. Cách này thì có sao đâu.
thôi, chắc là cái phần thiết kế mẫu thiết kế sau thì mình hẹn mọi người ở video tiếp theo nhé. Video tiếp theo chúng ta sẽ tìm sẽ đi phân tích một cái mẫu thiết kế khác và đi sửa một cái mẫu thiết kế khác. Còn video này chắc là cũng sắp hết thời lượng. Mọi người có muốn đọc qua một chút về đọc qua một số bài báo trưa ngày hôm nay mới lên không? Thì mình sẽ lên cái trang báo VN Express của mình, Hà Nội mới, để mình có thể xem có những cái tin tức gì mình đọc cho mọi người cùng nắm cái thông tin mình với mình nhé. Mẫu thiết kế mình thấy bộ lại rất là quan người đến. G-talk. Mm-hmm.
có sự tham gia và đồng hành, có sự đồng hành của bên mình, có sự đồng hành và cùng anh người thực hiện với chúng tôi tuyên truyền chúng mình có đang thực hiện dự án nâng postcard để được thông tin tốt và sự đồng hành. Ok, và mọi người ơi, mình sẽ hẹn mọi người những video lần sau nha. Nhưng mà khách mời mà máy mình nó hơi bị lỗi một chút đó, nên là mình sẽ hẹn mọi người những video lần sau. Bye bye. Bye bye.